Quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề 10 loại thực phẩm không nên để qua đêm. Thưa quý vị và các bạn, một số loại thực phẩm sau khi nấu chín để qua đêm sẽ sinh ra độc tố, gây nguy hiểm tới sức khỏe của người sử dụng. Trên thực tế, chỉ cần để thức ăn qua 8 tiếng cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 10 loại thực phẩm chuyên gia khuyến cáo không nên để qua đêm. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Rau lá xanh, thông thường hàm lượng nitrat trong rau cải là cao nhất, tiếp theo là dưa chuột và thấp hơn là súp lơ. Vì vậy, nếu mua quá nhiều rau cùng một lúc, bạn nên ăn rau lá trước như rau chân vịt, bắp cải. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyến cáo rằng vào mùa hè, nếu các loại rau lá xanh chế biến xong không ăn hết, tốt nhất nên bỏ đi, tuyệt đối không để qua đêm, đặc biệt là rau chân vịt và rau cần tây. Nguyên nhân là do hàm lượng nitrat trong hai loại rau này tương đối cao, sau khi nấu chín và để trong thời gian dài, nó sẽ dễ dàng chuyển thành nitrit, một chất gây ung thư rất nguy hiểm. Hải sản, trứng. Các loại hải sản như tôm, cua, cá đã nấu chín, nếu để qua đêm sẽ khiến hàm lượng protein bị biến chất, gây tổn thương tới gan và thận. Vì vậy, nếu mua nhiều hải sản mà không ăn hết, bạn có thể để chúng vào túi hoặc hộp và đặt trong tủ đông, sau đó chế biến dần. Trứng. Nhiều người thích ăn lòng đỏ trứng hoặc trứng lòng đào. Tuy nhiên, loại trứng này lại chưa được tiệt trùng hoàn toàn. Nếu để qua đêm sẽ rất dễ sinh ra vi khuẩn, gây nguy hiểm tới sức khỏe. Bên cạnh đó, trứng đã chín để bên ngoài với nhiệt độ từ 10 độ C trở lên cũng dễ bị biến chất. Nếu luộc lại rồi ăn cũng không thể đảm bảo bởi khi đó chất dinh dưỡng trong trứng đã biến thành chất có hại, tàn phá hệ tiêu hóa của bạn. Nấm, mộc nhĩ, canh để qua đêm trong nồi kim loại. Thời gian tiêu thụ lý tưởng của nấm là ngay trong ngày, bởi nếu để qua đêm, thành phần protein phức tạp trong loại thực phẩm này có thể gây hại cho hệ tiêu hóa nếu hầm nóng. Ngoài ra trong nấm và mộc nhĩ, dù là nuôi trồng hay tự mọc cũng có chứa nhiều nitrat. Nếu nấm đã chế biến để trong thời gian quá dài, có thể dẫn đến nguồn dinh dưỡng bị hao hụt, nitrat sinh ra độc tố, gây khó chịu cho dạ dày. Canh để qua đêm trong nồi kim loại. Canh thừa để lại qua đêm trong nồi kim loại như nhôm, inox sẽ dễ sinh ra các chất độc gây hại cho sức khỏe. Nếu muốn để canh sang bữa sau, tốt hơn hết là bạn không nên cho thêm bất kỳ loại gia vị nào khác vào canh hoặc có thể cho canh vào tô sứ, thủy tinh và cất giữ trong tủ lạnh. Món kho sữa đậu nành. Các món kho nhừ không nên để qua đêm kể cả khi đã bảo quản trong tủ lạnh. Bởi nếu để qua đêm, các món kho rất dễ sản sinh ra nấm mốc, khiến người dùng bị ngộ độc, đặc biệt là trong mùa xuân và mùa hè. Sữa đậu nành có tuổi thọ rất ngắn, chỉ nên uống trong vòng từ 2 tới 4 giờ nếu bảo quản ở nhiệt độ phòng. Nếu không, lượng vi khuẩn có hại trong sữa sẽ nhanh chóng tăng lên, khiến sữa bị biến chất. Tốt nhất là nên uống sữa ngay sau khi mở nắp hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và uống trong 12 giờ. Khoai tây và cơm. Khoai tây là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng, nhưng nếu để khoai tây đã chế biến ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, nó có thể sinh ra vi khuẩn botulinum, một loại vi khuẩn hiếm gặp dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Loại vi khuẩn này cũng không thể bị triệt tiêu hết nếu hâm lại, vì vậy tốt nhất không nên để khoai tây đã chế biến qua đêm. Cơm. Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm cho biết gạo có thể chứa các loại bào tử vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm. Khi gạo đã nấu thành cơm, các bào tử vẫn có thể còn sống sót. Vì vậy, cơm để nhiệt độ phòng trong thời gian dài có thể khiến các bào tử vi khuẩn nhân lên, sản sinh ra các chất gây hại, khiến người ăn phải dễ bị nôn mửa, tiêu chảy. Đặc biệt, hâm nóng lại cơm cũng không thể loại bỏ được những chất có hại. Thịt gà. Thành phần protein trong thịt gà sẽ bị thay đổi nếu được để nguội và hâm lại lần thứ hai. Điều này có thể khiến người ăn gặp phải một số rắc rối về tiêu hóa, do đó bạn không nên để thịt gà đã nấu qua đêm. Quý vị và các bạn thân mến, những hội chứng tâm thần bí ẩn nhất thế giới là chủ đề trong mục thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.